Xin chào các bạn nha. Mình vô tình nhìn thấy cái con nhện nhện này các bạn. Rất là to luôn. Và mình muốn quay lại để cho các bạn xem. Cái kênh của mình thì các bạn cũng mình nhận thấy là các bạn rất là thích xem các con vật. Cho nên là từ bây giờ mình sẽ tìm hiểu nhiều các con vật nữa mà mình quay cho các bạn xem nha. Đây, đây là con nhện nhện thì nó thuộc cái loại là côn trùng đó các bạn. Các bạn thấy cái chân của nó có nhiều đốt nè. Và nó có 8 chân. 8 chân. Cái mình của nó chia làm hai phần. Phần đầu và phần bụng. Mình tạm cho là hai phần như vậy đi các bạn. Và trên đầu của nó thì có cái râu, có cái mắt. Nhìn như vậy thì cũng không rõ lắm đó các bạn ha. Nó lại bị mờ nữa. Đó, nó sáng rồi nè. Và trên đầu của nó thì có hai cái râu. Nó to lắm bạn, cỡ cái ngón tay cái của mình luôn á. Đó. Đây là những cái đốt của cái bàn chân của nó. Đó. Ôi trời, đó, nó sợ quá, nó chạy rồi các bạn ơi. Rồi đây 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 đây. Mình sẽ cố gắng để mình quay lại. Mình chỉ sợ nó sợ mình thôi. Sợ mình nó chạy. Ôi như vậy thì mình nhìn thấy rõ ràng nè các bạn. Rõ ràng là cái chân của nó xòe ra đẹp ghê. Rồi, mất tiêu rồi. Trời ơi, thật là tiếc. Đây các bạn. Mình đã rình theo và mình đã bắt nhốt em nó đưa vô trong cái hũ này rồi. Để cho mình quan sát cho nó kỹ hơn đó các bạn. Và một chút xíu nữa mình sẽ thả em nó ra. Hôm trước mình bắt cái trứng lần lần các bạn xem á, các bạn không biết, các bạn chửi mình quá trời luôn. Nhưng mà mình không có giết nó các bạn. Đây là mình quay ở dưới lưng của, ở dưới bụng của nó ha các bạn ha. Đó, sao mờ dữ vậy ta. Đó, mình thấy là nó có 4 cái chân. À, 8 cái chân. Hai bên, mỗi bên 4 cái. Cái đầu, cái bụng. Và trên đầu nó có cái râu các bạn ha. Cái điện thoại của mình nó định dạng gần quá, nó định dạng không được các bạn. Đó. Và ở trên cái bụng của nó đó, ở dưới cái bụng của nó đó thì cái chỗ mà nó nhả tơ ra đó các bạn. Nó có một cái lỗ để nó nhả tơ ra. Đó, mình cho em nó vô trong cái hũ rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái hũ ra để mình cố tình mình quay ở trong cho các bạn xem, quay cái con nhện cho nó thật là rõ nét cho các bạn xem ha. Đây nè, cái miệng của nó thì nó có hai cái răng các bạn, chắc là vậy đó. Mình thấy nó chia ra làm hai cái giống như cái răng để cho nó ăn, ăn những cái con côn trùng nhỏ khác vậy đó. Nó có thể giăng tơ, nó giăng tơ ra xong rồi những cái con côn trùng ví dụ như là con bồ hóng, con muỗi, con ruồi bu vào cái tơ nhện của nó và nó sẽ ăn thịt. Đó, các bạn thấy rõ chưa? Đó, mình cố tình là quay như vậy để cho các bạn nhìn thấy rõ ha. Và mình sẽ tìm cách mình đổ nó ra các bạn, mình đổ nó ra. Mình đổ nó ra cho nó, cho các bạn nhìn thấy rõ đó. Đó, rõ hơn rồi các bạn. Nó hình như là đã quen với mình rồi, không sợ mình nữa rồi. Rõ rồi các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.